Kính thưa quý vị, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát đối với hòn đảo này. Trong bối cảnh thế giới càng ngày càng phức tạp, cùng quy mô lớn của những cuộc chiến, mức độ tác động cũng như sự bất ổn của các cuộc chiến này gây ra đã lan rộng trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, kết quả của những cuộc chiến này cũng liên quan trực tiếp đến định hướng, quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc có nên phát động một cuộc tấn công đối với đảo Đài Loan nhằm tái thống nhất vào thời điểm này hay không. Thì mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị APEC ở San Francisco thì đích thân ông Tập Cận Bình cam đoan với ông Biden rằng sẽ lấy lại Đài Loan. Vậy động lực nào làm cho ông Tập Cận Bình quyết tâm như vậy và nội dung cuộc trò chuyện này như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Mới đây nhất, trên báo NBC của Mỹ cho biết, ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco đã trực tiếp nói với ông Biden rằng Bắc Kinh sẽ thống nhất Đài Loan về Trung Quốc đại lục. Ông Tập nói với ông Biden tại một cuộc họp có sự tham dự của các quan chức hai nước rằng Bắc Kinh chủ trương tái hội nhập hòn đảo bằng con đường hòa bình chứ không phải bằng vũ lực. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn đến dự đoán các quan chức quân đội Mỹ rằng Trung Quốc có kế hoạch chiếm Đài Loan vào năm 2025 hoặc năm 2027. Ông phủ nhận những dự đoán đó và lưu ý rằng không có khung thời gian nào được ấn định cho việc này. Theo báo NBC viết, các quan chức biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai ông, Biden và ông Tập Cận Bình, mô tả nhà lãnh đạo Trung Quốc là người sắc bén và thẳng thắn nhưng không mang tính đối đầu. Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Hoa Kỳ nên thể hiện lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập bằng hành động cụ thể chấm dứt vũ trang cho Đài Loan và ủng hộ việc thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc cuối cùng sẽ thống nhất là điều tất yếu. Còn đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan luôn luôn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Quan hệ chính thức giữa chính quyền Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tỉnh đảo của nước này đã bị chia cắt từ năm 1949 sau khi lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo rút ra Đài Loan sau thất bại cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các mối liên hệ kinh doanh và không chính thức giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục được nối lại vào cuối những năm 1980. Tình hình xung quanh Đài Loan trở nên xấu đáng kể sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, lúc đó là bà Pelosi, tới hòn đảo này vào đầu tháng 8 năm 2022. Trung Quốc, nước vẫn coi hòn đảo này là một tỉnh của mình, đã lên án chuyến thăm của bà Pelosi và cho rằng động thái này của Mỹ thể hiện sự ủng hộ đối với chủ nghĩa ly khai của Đài Loan, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán hơn trong việc thống nhất Đài Loan với đại lục. Chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ không nhân nhượng đối với vấn đề Đài Loan, quyết tâm thống nhất đất nước trước năm 2049 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đối với Trung Quốc, quốc gia này đang cố gắng định hình mình là cường quốc hàng đầu. Việc một phần lãnh thổ không nằm trong sự kiện kiểm soát là điều không thể chấp nhận được và là một sự sỉ nhục của quốc gia. Vấn đề Đài Loan không phải là một vấn đề địa chính trị thông thường. Đài Loan ở một khu vực mà ảnh hưởng và lợi ích của hai quốc gia toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc đang bị đe dọa trực tiếp. Quan trọng hơn, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan có thể giúp Trung Quốc vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu thay Mỹ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tất cả nỗ lực trong suốt 74 năm qua của đại lục vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Nếu như muốn lấy lại Đài Loan bằng vũ lực, họ phải hành động ngay lập tức, hoặc là bây giờ hoặc không bao giờ. Trung Quốc đang dần hết thời gian vàng để mở một cuộc binh biến. Trong vấn đề Đài Loan, mấu chốt của mâu thuẫn Trung Mỹ là phương thức giải quyết vấn đề vũ lực hay hòa bình. Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972. Trong thông cáo chung về thiết lập quan hệ Trung Mỹ tháng 12 năm 1978, chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 1979, cũng như trong thông cáo chung Trung-Mỹ ngày 17 tháng 8 năm 1982, vấn đề đó vẫn không giải quyết được. Từ đó đến nay, đã hơn 50 năm, giải quyết vấn đề Đài Loan bằng bạo lực hay hòa bình chẳng những không thể giải quyết được mà đang trở thành cái cớ để hai bên Trung-Mỹ đối địch, xung đột, thậm chí dẫn đến nguy cơ chiến tranh lạnh. Trong chiến tranh lạnh, vì để tập trung nỗ lực chống lại Liên Xô, hai bên Trung Mỹ đã phải tạm gác mâu thuẫn gay gắt về việc giải quyết vấn đề Đài Loan như thế nào. Thậm chí trong cuộc tiếp Kissinger, Mao Trạch Đông nói rằng trong ba văn kiện nói trên, hai bên đều thống nhất Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Nhưng giải quyết vấn đề Đài Loan như thế nào thì mỗi bên thể hiện lập trường riêng của mình. Hiện nay, cả hai bên
Trung Mỹ đều tuyên bố tôn trọng cả ba văn kiện thỏa thuận nói trên làm cơ sở cho việc xử lý quan hệ giữa hai nước. Nhưng mỗi bên đều giải thích nội dung các văn kiện theo mỗi cách khác nhau, thể hiện ở lập trường của mình đối với vấn đề phương thức giải quyết vấn đề Đài Loan. Lập trường nhất quán của Trung Quốc sau khi chuyển cải cách mở cửa năm 1979 tới nay là tranh thủ hòa bình, thống nhất Tổ quốc, nhưng vẫn bảo lưu quyền sử dụng bạo lực để giải phóng Đài Loan khi cần thiết. Còn lập trường của Mỹ là Trung Quốc phải giải quyết vấn đề Đài Loan chứ không dùng từ thống nhất hai bờ eo biển bằng biện pháp hòa bình. Mỹ kiên quyết phản đối Trung Quốc tấn công quân sự xâm chiếm Đài Loan. Thực chất vấn đề là Mỹ không muốn Trung Quốc thống nhất. Tin rằng Trung Quốc không thể hòa bình thống nhất Đài Loan và sẵn sàng can thiệp nếu Trung Quốc tấn công quân sự đánh chiếm Đài Loan. Trung Quốc đã nỗ lực hết mức để hòa bình thống nhất Đài Loan, nhưng trên thực tế đó là điều rất khó thực hiện, trong khi việc thực hiện sứ mệnh thiêng liêng thống nhất hai bờ ngày càng trở nên cấp thiết. Khi Trung Quốc đã từng đứng lên, giàu lên, mạnh lên, việc giải quyết vấn đề Đài Loan không thể kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác như lời ông Tập Cận Bình đã từng nói. Đó là lý do, trong thời gian vừa qua, quan hệ Trung Mỹ gia tăng căng thẳng và Đài Loan đã trở thành điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột, thậm chí là chiến tranh nguy hiểm nhất trong khu vực. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến với Đài Loan trên nhiều mặt. Đầu tiên là tích cực cô lập Đài Loan trên trường quốc tế. Bắc Kinh luôn tìm kiếm mọi cơ hội có thể tuyên truyền về chính sách một Trung Quốc và khẳng định rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời Trung Quốc. Trung Quốc lại luôn phản ứng lại khi Đài Loan kết bạn với quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiên quyết phản đối trước bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Đài Loan. Điển hình là sau chuyến thăm của bà Pelosi thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn. Trung Quốc cũng đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào vùng biển xung quanh Đài Loan để đáp trả chuyến thăm này. Đợt tập trận này là cuộc biểu dương sức mạnh lớn nhất của Bắc Kinh quanh vùng lãnh thổ Đài Loan kể từ cuộc khủng hoảng xuyên eo biển Đài Loan trong các năm 1995 đến năm 1996. Vào tháng 6 năm 2023, ông William Lai, một ứng cử viên lãnh đạo Đài Loan trong cuộc bầu cử năm 2024, tuyên bố kế hoạch dừng chân tại Mỹ trong chuyến đi tới Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan dưới bất kỳ danh nghĩa hoặc lý do nào. Và thứ hai là tăng cường đe dọa quân sự cùng với những nỗ lực cô lập Đài Loan khỏi cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đặc biệt gia tăng áp lực cho hòn đảo này về mặt quân sự. Trung Quốc đã gia tăng năng lực hải quân và không quân một cách mạnh mẽ. Đài Loan cách đại lục 160 km, được bao xung quanh bởi biển. Do đó, để tiếp cận Đài Loan, quân đội Trung Quốc cần sức mạnh vượt trội về hải quân và không quân. Trung Quốc đang có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, theo quy mô với khoảng 340 tàu chiến. Lực lượng không quân Trung Quốc cũng đã phát triển thành lực lượng lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và lớn thứ 3 trên thế giới, với hơn 2.500 máy bay và khoảng 2.000 máy bay chiến đấu. Cùng với đó, trong những năm vừa qua, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục phát triển hạm đội tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu tàng hình nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của mình. Trung Quốc đã lên nhiều kịch bản để tiến hành sát nhập Đài Loan. Vậy trong thời gian tới, liệu Trung Quốc có thể thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình hay là sử dụng vũ lực? Trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, liệu Mỹ có trực tiếp tham chiến hay chỉ viện trợ vũ khí và tài chính giống như đối với Ukraine hiện nay? Và liệu đến bao giờ thì mâu thuẫn Trung-Mỹ về vấn đề Đài Loan chín muồi và xuất hiện thời cơ giải quyết bằng biện pháp hòa bình hay bùng nổ chiến tranh? Đó là những câu hỏi đặt ra cho các nhà nghiên cứu chiến lược của ba bên Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan, đồng thời là những vấn đề được phần còn lại của thế giới quan tâm. Và các nhà phân tích dự đoán ba kịch bản Trung Quốc giải quyết vấn đề thống nhất Đài Loan. Trước hết có thể khẳng định rằng Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện việc thống nhất Đài Loan. Vấn đề là thực hiện bằng phương thức nào, vào thời điểm nào và sẽ phải chấp nhận trả giá ra sao. Kịch bản đầu tiên đó là thống nhất Đài Loan một cách hòa bình. Bằng biện pháp kết hợp với các nỗ lực về kinh tế, chính trị, văn hóa, Trung Quốc đạt được đồng thuận với Đài Loan về một hình thức thống nhất Tổ quốc bằng một biện pháp nào đó, ví dụ như một nước hai chế độ, nhà nước liên bang. Kịch bản thứ hai là thống nhất bằng tấn công quân sự tổng hợp, chiến tranh quy mô lớn sẽ bùng nổ. Quân đội Mỹ, Nhật và các đồng minh sẽ không trực tiếp tham chiến, nhưng sẽ toàn lực cung cấp vũ khí, hậu cần, hỗ trợ Đài Loan, chống trả Trung Quốc đến người Đài Loan cuối cùng. Tương tự như những gì mà đang diễn ra trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay, Mỹ sẽ thông qua Đài Loan nhằm tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao với Trung Quốc đại lục, khiến sức mạnh tổng thể của Trung Quốc suy yếu, không đủ khả năng cạnh tranh vị thế siêu cường với Mỹ và buộc Bắc Kinh phải thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Kịch bản thứ ba
là thống nhất bằng biện pháp phối hợp với giải pháp quân sự, chính trị, ngoại giao. Quân sự ở đây có thể là uy hiếp quân sự hoặc một hình thái tác chiến đạt hiệu quả nhưng không hoặc ít gây hủy diệt về sinh mạng, tài sản. Chính trị là lôi kéo các thế lực chính trị ở Đài Loan chấp nhận hoặc trung lập đối với các chính sách của Trung Quốc. Văn hóa là cổ vũ tinh thần, tình cảm dân tộc Trung Hoa ở Đài Loan cùng đồng bào dân tộc cả nước phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Trong ba kịch bản này, kịch bản thứ nhất khó có khả năng diễn ra, kịch bản thứ hai không thể loại trừ và kịch bản thứ ba có khả năng thực hiện nhất và cũng là hướng nỗ lực của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Theo các chuyên gia đánh giá, để cơ hội thành công cho Trung Quốc thu hồi Đài Loan trong khoảng thời gian càng sớm càng tốt, nếu không hành động ngay lập tức hoặc là bây giờ hoặc không bao giờ, Trung Quốc đang dần hết thời gian vàng để mở một cuộc binh biến. Tại sao lại như vậy? Thì các nhà phân tích và các chuyên gia lý giải qua các nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân đầu tiên chính là yếu tố già hóa dân số. Dân số Trung Quốc như hiện nay, Trung Quốc quả thực là đông nhất nhì thế giới với hơn 1,4 tỷ dân. Nhưng đây thực sự là vấn đề lớn ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế của Bắc Kinh và kinh tế toàn cầu. Theo dự báo của chính phủ Trung Quốc, tới năm 2035, nước này có khoảng 400 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 30% dân số. Tỷ lệ giữa người trẻ và người già được dự báo sẽ càng ngày trở nên mất cân bằng khi số ca tử vong năm 2022 đã lần đầu tiên đã vượt số ca sinh từ năm 1961. Tháng 1 năm 2023, Tổng cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc đã xác nhận dự báo của các học giả và các nhà kinh tế rằng dân số Trung Quốc đã giảm xuống trong năm 2022, cụ thể là giảm 850.000 người. Trước lần giảm này là vào năm 1961 khi nước này trải qua nạn đói. Nhưng đó là sự suy giảm dân số tạm thời trong ngắn hạn. Còn hiện tại, sự suy giảm này được dự báo sẽ kéo dài, khó có thể đảo ngược. Đó là hệ quả của chính sách một con để kìm hãm đà sinh suốt hơn 3 thập kỷ. Theo các nhà phân tích, dựa trên kinh nghiệm từ các quốc gia khác, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tác động sâu rộng do tình hình nhân khẩu học này. Nhưng sâu rộng hơn, vấn đề này cũng tác động tới việc đánh chiếm Đài Loan. Dù dân số đông, nhưng sâu rộng hơn vấn đề này cũng tác động tới việc muốn chiếm đánh Đài Loan. Dù dân số đông nhưng người già ngày càng nhiều, dân số Trung Quốc chiếm đến 18,04% tổng dân số thế giới. Chính vì vậy, cho Trung Quốc đội quân thường trực có quy mô lớn nhất toàn cầu. Với tổng cộng khoảng 2 triệu quân thường trực, góp phần đưa họ vào vị trí top 3 những cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Chính sách một con đã gây nên tình trạng hạn chế sinh đẻ của Trung Quốc hiện nay. Tỷ lệ sinh con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của Trung Quốc đang ở mức rất thấp. Cụ thể như tạp chí The Nation Daily lấy số liệu từ Trung tâm Dân số và Nghiên cứu Phát triển của Trung Quốc cho thấy tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm xuống mức kỷ lục vào năm 2022. Con số này đẩy Trung Quốc xuống hạng chót trong danh sách các quốc gia có dân số trên 100 triệu người. Điều này đồng nghĩa với việc dân số của họ đang đi xuống với tốc độ đáng báo động. Vậy điều này có ảnh hưởng tới việc kế hoạch tiến đánh Đài Loan hay không? Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi quân đội Hoa Kỳ và trích dẫn trên tờ báo Washington Post đã kết luận rằng tỷ lệ tối thiểu để đảm bảo an ninh cho cư dân trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chưa nói đến việc đối phó với một cuộc nổi dậy đang diễn ra là một lính trên 50 dân. Hiện tại, Đài Loan có 23,9 triệu người với tốc độ tăng trưởng quy mô dân số trung bình ở mức thấp chỉ khoảng 80 người trên một ngày, đã bao gồm trẻ em được sinh ra, số người chết và số người di cư trong một ngày. Do đó, theo tỷ lệ được nêu thì nếu muốn chiếm đóng Đài Loan, Trung Quốc đại lục phải huy động 478.000 quân và chiếm đến 1/5 toàn bộ binh lực của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là một con số khổng lồ ngay cả khi chưa đặt trong bối cảnh người Trung Quốc đang ít dần và già đi. Tuy nhiên, nếu tốc độ suy giảm quy mô dân số của nước này giống như đúng những gì mà Liên Hợp Quốc dự báo, thì trong 20 năm nữa, tổng dân số Trung Quốc mới chỉ mất có 100 triệu người. Mặc dù vậy, các lãnh đạo ở Bắc Kinh đều hiểu rằng yếu tố dân số không chỉ ảnh hưởng đến một lĩnh vực quân sự, một phúc lợi kinh tế trong nước, thứ cần được đảm bảo trước khi kêu gọi tham gia nghĩa vụ quân sự hay tiến hành một chiến dịch viễn chinh cũng không thoát khỏi các tác động tiêu cực như trong Hội nghị Kinh tế Trung Quốc năm 2012. Một nhà nhân khẩu học công tác tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng rằng chắc chắn Trung Quốc sẽ già trước khi giàu, và quan điểm này đã nhận được sự tán thành rộng rãi. Vị chuyên gia này cũng dự đoán vào khoảng giữa năm 2030 và đến năm 2035, dân số nước này sẽ đạt đỉnh và sau đó mức độ tăng trưởng sẽ tụt xuống âm. Khi đó, lực lượng và năng suất lao động sẽ suy giảm, trong khi đòi hỏi đầu tư và chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng cũng như những vấn đề về xã hội cho người cao tuổi.
từ đó gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đe dọa đối với vị thế kinh tế số 2 thế giới và thậm chí là cả sự tồn vong của chế độ. Và để có thể ngăn chặn thảm họa, nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tương lai, đó là Trung Quốc sẽ cần đến một giải pháp chỉ có thể tìm được ở Đài Loan. Điều này cũng góp phần dẫn đến nguyên nhân thứ hai đang rút dần quỹ thời gian của chính quyền Bắc Kinh trong việc phát động cuộc tấn công quần đảo này. Đó là chip bán dẫn. Đây là một tài nguyên độc nhất vô nhị được mệnh danh là bộ não của kỷ nguyên công nghệ thay cho dầu mỏ. Chip bán dẫn là một thành phần điện tử được tạo ra trên một lớp chất bán dẫn để thực hiện các chức năng điện tử. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ điện thoại thông minh, máy tính, ô tô cho đến các vũ khí công nghệ cao như tên lửa và máy bay chiến đấu. Hiện tại Đài Loan chính là kẻ thống trị thị trường chip bán dẫn thế giới. Theo thống kê năm 2020, Đài Loan chiếm đến 63% tổng doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Trong đó, tập đoàn TSMC của họ sản xuất khoảng 50% thiết bị bán dẫn trên thế giới. Đồng thời trong năm đó, TSMC đã doanh thu hơn 10 tỷ đô la. Trong khi đó, trái ngược với sự phát triển vũ bão ở Đài Loan, thì ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc lại đang gặp rất nhiều hạn chế và khó khăn do các chính sách và sắc lệnh của phương Tây nhằm ngăn chặn Bắc Kinh có thể tiếp cận với các công nghệ tiên tiến. Do vậy, những mẫu chip do Trung Quốc sản xuất đang chậm hơn so với đời mới nhất là 5 năm và được nhận định là khó có khả năng tiến xa hơn. Thêm vào đó, chip bán dẫn là một thứ vô cùng phức tạp, đòi hỏi trình độ cao, khiến cho kỹ nghệ copy của Trung Quốc không thể phát huy được sức mạnh. Do chính sách của phương Tây và đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất chip, công nghệ chip của Trung Quốc đã chậm hơn so với thế giới, nay còn sụt giảm với số lượng. Điều này thực sự đã đặt Trung Quốc vào tình trạng báo động nếu vì chậm chạp với phương Tây, nhất là Mỹ trong ngành công nghệ này, nên những vũ khí quân sự của Trung Quốc sẽ đi sau Mỹ. Do đó, nếu không hành động nhanh, thì không chỉ kinh tế Trung Quốc mà ngay cả sự phát triển của quân đội cũng sẽ gặp không ít ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh yếu tố con người và kinh tế, thì tình hình bất lợi hiện tại của Hoa Kỳ, đồng minh quan trọng nhất của Đài Loan, cũng góp phần không nhỏ trong việc thúc giục chính quyền Bắc Kinh hành động càng sớm càng tốt trước khi Mỹ xoay chuyển tình thế. Trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra, ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ đã được huy động để đáp ứng nhu cầu vũ khí và trang thiết bị của chính quyền Tổng thống Zelensky ở một mức độ cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Trong một hệ quả của việc quá tập trung vào Ukraine, người Mỹ hiện tại dường như đang không có đủ sức để chuẩn bị bảo vệ Đài Loan. Đó là chúng ta còn chưa tính đến kịch bản nếu xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas leo thang, đồng thời kéo cả quốc gia Ả Rập vào tham chiến và buộc Mỹ ra tay hỗ trợ cho đồng minh. Trong trường hợp điều này xảy ra và Hoa Kỳ phải căng mình tiếp tế cho cả hai mặt trận thì Đài Loan gần như sẽ bị bỏ rơi. Cùng với đó là dự trữ vũ khí của họ rơi xuống mức độ thấp. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, vào năm 2023, Hoa Kỳ có thể cạn kiệt một số loại đạn dược, chẳng hạn như tên lửa dẫn đường trong vòng chưa đầy một tuần nếu eo biển Đài Loan một lần nữa dậy sóng. Tuy nhiên, điều này không chỉ là một cơ hội ngàn vàng cho Trung Quốc mà còn là nơi cảnh tỉnh đến chuỗi cung ứng cho quân đội Mỹ. Có thể hiện tại thì hệ thống hậu cần của họ không đủ đối đầu với quân đội của Tập Cận Bình vốn sở hữu nguồn cung khổng lồ ngay sát tiền tuyến. Nhưng không có nghĩa là tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi. Bây giờ, khi cả Nga, Ukraine đang rơi vào thế giằng co và để cuộc chiến dần chuyển biến theo hướng chiến tranh tiêu hao, thì cũng chính là lúc Hoa Kỳ có thời gian để kịp thời sửa chữa những vấn đề hậu cần của mình. Về phía Trung Quốc, nếu muốn xâm lược Đài Loan, họ cần phải tận dụng thời điểm trước khi mà Mỹ phục hồi. Ngoài ra, sau hàng chục năm tham gia các cuộc chiến tranh phi đối xứng và chiến đấu chống lại những lực lượng quân sự mà không có quân hay hải quân hiện đại, cấu trúc quân đội Hoa Kỳ đã dần chuyển đổi trọng tâm từ số lượng sang mức độ hiệu quả. Tình trạng này đã dẫn đến những rắc rối đối với các công sở công nghiệp quốc phòng mà chủ yếu như báo cáo của CSIS đã chỉ ra là tốc độ sản xuất và số lượng vũ khí hiện tại không đủ để cung cấp cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Họ cũng đánh giá rằng các hệ thống vũ khí và đạn dược dành cho một cuộc chiến tranh quy ước không được đầu tư đúng mức. Đồng thời, hệ thống thu mua của Bộ Quốc phòng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc tạo động lực cho hoạt động đầu tư và dự trữ đầy đủ các hệ thống vũ khí trọng điểm. Cùng với đó, giống như bất kỳ ngành công nghiệp tư bản nào khác, nếu công nghiệp quốc phòng của Mỹ bị chi phối bởi nhu cầu của thị trường trước đây, khi khách hàng lớn nhất của họ là Bộ Quốc phòng muốn tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố, thì các công ty vũ khí cần thích ứng với nhu cầu đó bằng cách
cắt giảm sản lượng, trong khi vẫn phải duy trì khả năng phục vụ một cuộc chiến trên quy mô lớn. Và kết quả là những loại vũ khí như tên lửa dẫn đường, thứ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Nếu như có gì xảy ra, thường mất rất nhiều thời gian từ lúc bắt đầu sản xuất cho đến việc giao cho quân đội. Điển hình như các hệ thống tên lửa phòng không như Patriot, BAC-2 và BAC-3 mất đến tận 2 năm để sản xuất. Con số này sẽ gấp lên 4,2 lần mỗi khi Bộ Quốc phòng thay đổi đề án thu mua mới để tái trang bị khí tài cho quân đội. Trong khi đó, Trung Quốc thì đang mở rộng quy mô sản xuất tên lửa đạn đạo của mình với tốc độ phi mã, theo Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc Không quân Hoa Kỳ cho biết. Bắc Kinh đang tiến hành chương trình phát triển đa dạng các loại tên lửa đạn đạo khác nhau tích cực nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, một báo cáo năm 2019 của Reuters cho biết các sĩ quan Hoa Kỳ và chuyên gia phân tích về Đài Loan và Trung Quốc đều đồng ý rằng có sức cạnh tranh và thậm chí là vượt trội so với những tên lửa cùng loại trong kho vũ khí của họ. Với vai trò quan trọng của tên lửa trong chiến tranh hiện đại, yếu tố này đã đặt Trung Quốc vào một vị thế vô cùng có lợi. Còn về phía Mỹ thì đang phải chật vật tìm cách lấp đầy lại kho tên lửa tầm xa. Chính điểm yếu chết người này của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đang tạo ra cơ hội tiến đánh Đài Loan cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc cần phải nhanh tay và chớp lấy thời cơ trước khi Hoa Kỳ thành công giải quyết rắc rối của họ và quyết định xoay trục cục diện chiến lược từ chiến tranh ngoại vi sang một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh. Bởi lẽ, cánh cửa này đang dần dần đóng lại và nguyên nhân cho điều này không gì khác bởi lẽ chính là do nhu cầu chiến tranh Ukraine đã buộc nền công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ dần chuyển đổi trạng thái sang phục vụ một cuộc chiến tranh quy ước. Không chỉ có vậy, hoạt động hỗ trợ không quân quân lực đóng vai trò quyết định rất lớn đến thắng bại trong chính sách hiện đại nói chung như ở Đài Loan nói riêng đang gặp vấn đề. Và điều này có dính líu trực tiếp đến các lực lượng cơ động hàng không. Có thể quý vị chưa biết, đây là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, tiếp nhiên liệu và sơ tán y tế trên không, hỗ trợ di chuyển hàng không toàn cầu, đồng thời lập kế hoạch kết nối điều động và duy trì lực lượng Liên quân Hoa Kỳ khi thực hiện nhiệm vụ. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không tướng Mike Minihan đã dự đoán rằng chiến tranh với Trung Quốc sẽ sớm nổ ra vào năm 2025 và cần thiết đề nghị các lãnh đạo phải hành động nhanh hơn. Tuy nhiên, bất chấp điều này, quân đội Hoa Kỳ đã bỏ qua vấn đề và tiếp tục ít đầu tư một cách có hệ thống vào các máy bay tiếp nhiên liệu trên không, dù cho chúng đã khá lỗi thời. Khi số tuổi trung bình của những chiếc thuộc biên chế là tuổi 52 ở thời điểm năm 2021, đồng nghĩa với việc một vài trong số đó đã phục vụ từ thời chiến tranh Việt Nam. Giả định nếu như không quân Hoa Kỳ quyết định cho nghỉ hưu những chiếc máy bay tiếp nhiên liệu huyền thoại của họ là KC-135 và KC-10A, thì tổng số máy bay tiếp nhiên liệu sẽ bị giảm xuống quá mức. Còn về phía Trung Quốc, những vấn đề mà người Mỹ đang đối mặt chưa bao giờ trở thành rắc rối đối với Trung Quốc. Nếu như Mỹ ở quá xa và cần một lượng hỗ trợ mạnh mẽ cho các đơn vị tiền tuyến, thứ sẽ ngốn rất nhiều nhân lực và vật lực của họ, thì trái lại cuộc chiến với Đài Loan sẽ diễn ra ngay trên khu vực không khác gì sân nhà của Trung Quốc. Nếu so sánh thuận lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ có lợi hơn rất nhiều. Vào tháng 1 năm 2023, một phân tích đã kết luận rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dự kiến sẽ cần 100 tàu chở dầu với đủ loại kích thước khác nhau trong trường hợp xảy ra xung đột nghiêm trọng ở Thái Bình Dương. Thế nhưng, hiện họ chỉ có thể sử dụng và đặt niềm tin chưa đến 10 chiếc. Thậm chí theo báo cáo hàng hải của Hoa Kỳ năm 2021, nếu huy động cả tàu chở dầu phi nhân sự có thể sử dụng, thì tổng số mà tàu quân đội Mỹ có thể đưa vào phục vụ cũng chỉ đạt tới 55 chiếc, kém xa so với con số 100 cần có để phục vụ cho chiến tranh. Điều này đã gây ra một mối đe dọa trực tiếp đối với khả năng hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ, vốn nổi tiếng vì tính ưu việt của mình. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do tác động từ cuộc chiến Ukraine dường như không mấy ảnh hưởng đến Trung Quốc, bởi vì Nga đã trở thành nguồn cung cấp dầu mỏ lớn nhất của họ vào năm 2022. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không thể mừng vội và phải nhanh tay nếu muốn tận dụng lợi thế, bởi Hải quân Hoa Kỳ đang phát triển và thử nghiệm một chương trình có tên gọi Con Soi. Mục đích của nó là cho phép các tàu chở dầu phi quân sự có thể nhanh chóng trang bị các thiết bị tạm thời nhằm thực hiện vai trò của một tàu tiếp nhiên liệu quân dụng. Nếu như kế hoạch này thành công, thì vị trí địa lý gần Đài Loan vốn giúp Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận cho mặt trận sẽ mất đi rất nhiều tác dụng, bởi người Mỹ lúc đó có thể lấp đầy cách biệt. Do đó, nếu muốn lấy Đài Loan bằng vũ lực, phải mau chóng hành động để tận dụng ưu điểm về địa thế của mình. Cùng với đó là hoàn cảnh bất lợi mà Mỹ đang gặp phải, như kho vũ khí hao hụt do chiến tranh Ukraine,
hay hệ thống hậu cần gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ đối đầu với một siêu cường như Hoa Kỳ, bất kể nó đang trong trạng thái tồi tệ như thế nào, chưa bao giờ là một điều dễ dàng và mọi lợi thế nên được sử dụng triệt để. Tuy nhiên, có lẽ Trung Quốc sẽ còn lâu mới phát động cuộc chiến Đài Loan, vì suy cho cùng, việc xâm chiếm Đài Loan không phải chỉ mình Mỹ nhúng tay vào, bởi vì còn đồng minh của Mỹ. Nếu thực sự phát động một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ, những quốc gia có quyền và lợi ích sống còn đối với Đài Loan, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và cả châu Âu, những người lãnh đạo ở Bắc Kinh không phải không biết là không còn nhiều thời gian, mà ngoài vật cản từ Mỹ, họ còn tính đến sự phản ứng đồng loạt của cộng đồng quốc tế. Trong đó, phản ứng tiêu cực từ các nước nêu trên sẽ khiến Trung Quốc thụt lùi 50 năm cho kinh tế xã hội mà họ phải vất vả vô cùng mới có được. Và lại, chiếm được Đài Loan chỉ nhằm giải quyết một nhu cầu lớn nhất, đó là tự ái dân tộc. Nhưng vấn đề là khi chiếm được Đài Loan rồi, Trung Quốc khai thác nó thế nào và liệu Trung Quốc có giữ được không trong sự phản kháng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ của người dân Đài Loan và cộng đồng quốc tế, bởi hành vi xâm lược của Trung Quốc là phi nghĩa. Vì vậy, Trung Quốc sẽ không bao giờ có thời gian hoặc đủ thời gian để đánh chiếm Đài Loan thu về một mối. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.